Ở đây có khán giả thì cổ vũ nhưng mà đang ngồi để cổ vũ. Em phải đứng dậy cổ vũ thì mới được. Em ngồi cổ vũ thế này thì là các chị không có động lực đâu, phải vỗ tay mạnh lên. Ai? Chào Pin Hồng nữa. Rồi. Mọi chị ơi, mình kiểu gì mình cũng sẽ cấy xong ngày hôm nay, chị yên tâm chị ạ. Nói gì nói mình cũng phải chào Pin Hồng một cái chị nhỉ. Đấy. Đấy, chị là người tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Không sao đâu chị ạ. Cả nhà gặp gỡ cô bé bán kem. Ô, chào cô bé bán kem. Chào các chị nhá. Cô bé bán kem năm nay lạnh thế nhỉ? Năm ngoái bảo là vẫn chưa lấy được chồng, vẫn chưa có người yêu. Hài luôn. Vẫn một mình bán kem. Hình như là năm nay cô bé bán kem là bán được nhiều hơn trước hay sao ấy. Alo. Năm nay đủ 18 rồi nhưng mà lại có vẻ ế thẹn hơn nhỉ? 17 thôi. Vẫn 17 à? Đang đẹp tuổi đang đẹp đúng không? Thế là năm nay thì mong điều gì em nhỉ? Sức khỏe. Có người yêu à? Alo, năm trước. Alo, 17 năm rồi chưa có người yêu. Thế thì năm nay làm sao để có người yêu nhỉ? Bán kem nhiều đúng không? Này bán nên có người yêu. Vẫn chưa có người yêu hay sang năm không bán kem nữa. Chuyển sang bán cái khác đi mẹ. Nhờ. Năm nay là bán kem, mỗi năm là bán kem mới sang năm thì bán kem que, không bán kem ốc nữa. Đúng rồi. Không có lục. Năm nay gặp cô bé bán kem thấy là khác khác một tí. Rồi, năm mới anh chúc cô bé bán kem Lý Thị Mai Lan thật nhiều sức khỏe. Năm nay có người yêu nhá. Quyết định năm nay có người yêu nhá. Ok, cố lên. Không thì bán kem nhiều nhục lắm em ạ. Nhục thật đấy, không có người yêu đúng không? Đây, mâm cỗ này thì rất là đặc biệt cả nhà. Có đây là ngô này, ngô tím nha. Đây là măng cà quả. Đó. Đây là món lươn. Và chia sẻ với cả nhà là chỉ có Quang Minh quê nhà Xuân Hữu thì cái món măng luộc này thì mới chấm cái nước chấm thần thánh đặc biệt này. Các bạn muốn biết bí quyết thì alo Xuân Hữu nhá. Đây là nước chấm thần thánh, đố các bạn đoán được đây là nước chấm như thế nào. Đấy. Khẳng định các bạn trên cả nước không biết luôn, chỉ có những người quê Quang Minh mới biết thôi. Đấy. Còn đây là rau táng cải. Đấy. Pia pi kho. Đấy. Đây là thịt lợn treo góc bếp này. Đây là món nộm rau dớn. Rau dớn. Đây, lạp xưởng đây. Ui, đây là nhộng cọ. Món này phải làm tí nó tươi tươi tí nhỉ anh nhỉ? Ngon. Cái này là nấu với măng chua anh? Măng chua đúng không? Cái này lươn kho. Lươn kho. À, sơn lá thổm lồm, lươn kho lá thổm lồm. Đây là cá nộm này. Cá bống luôn. Cá bống nộm đúng không? Đấy, còn đây là món nem chua. Cái là thịt lợn mắm đúng không? À, cảm ơn anh nhá. Nào, bên này cũng của mình đúng không anh? Đây. Vâng. Gà nướng này. Đây là phá đi kho này. Đây là kho lá thủng lồm nhé cả nhà nhé. À, thủng lồm. Chua lá chua. Châu khô. Còn đây là thịt trâu nộm này. Còn bên này là xôi ngũ sắc. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Và ngày hôm nay là ngày 6 tháng Giêng. Và bên quê nhà Xuân Hữu, xã Quang Minh tổ chức lễ hội Lồng Tông và được diễn ra hàng niên vào mùng 6 hàng năm. Đó, và ngày hôm nay thì Xuân Hữu đến cũng hơi muộn và nhưng mà rất là may mắn khi mà lên đến đây thì đang diễn ra cái tiết mục thi cấy của các chị em đến từ các thôn bản trên địa bàn xã Quang Minh. Đó, các chị em đang thi cấy rất là hào hứng.
Đó. Và lễ hội lồng tông của xã Quang Minh thì có rất nhiều những sự kiện diễn ra. Nó có rất là nhiều trò chơi dân gian và có phần lễ và phần hội. Và phía bên trên kia là phía trung tâm chính tổ chức lễ hội cả nhà. Đấy, cái sân trên kia rất là rộng và phía bên trên là hồ Quang Minh và khán giả đang cổ vũ cho các chị em thi cấy rất là đông. Và một chút nữa thì Xuân Hữu sẽ lên kia để ghi lại những cái khoảnh khắc của lễ hội ngày hôm nay để các bạn cùng theo dõi. Đấy. Bây giờ là để xem là hôm nay là chị nào khéo tay nó mà cấy nhanh sẽ được điểm cao. Ây à, xin chào nhá. Ờ. Và chào các chị nhá. Cố lên chị ơi. Xuân Hữu chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà mình có một năm mới thật nhiều sức khỏe. Đây là những cái bộ trang phục truyền thống của người Tày xã Quang Minh, quê nhà Xuân Hữu cả nhà. Nó sẽ có cái khăn ở, nó có khăn hồng hồng này này. Đó, và áo dài và sẽ có cái vấn. Rồi. Khiếp, chị kia cấy như máy à. Đấy. Chị này hình như là năm nào cũng vô địch hay sao ấy nhỉ? Thế năm bao giờ à? Em nghĩ là khả năng năm nay là chị sẽ là nhà vô địch. Vâng. Và tiêu chuẩn cuộc thi của ngày hôm nay là các thí sinh tham gia là mặc đúng trang phục bản sắc của dân tộc, sau đó cấy là phải thẳng hàng đúng tiêu chuẩn. Đó. Ừ. Phía bên này thì rất là nhiều khán giả, đây có khán giả thì cổ vũ nhưng mà đang ngồi để cổ vũ. Em phải đứng dậy cổ vũ thì mới được. Em ngồi cổ vũ thế này thì là các chị không có động lực đâu, phải vỗ tay mạnh lên. Ai? Chào Pin Hồng nữa. Rồi. Mọi người mình hô to lên nào cho các chị em có động lực nào. Xuân Hữu bổ sung vitamin cay cay đi. Đấy. Đấy, bây giờ trọng tài là đi đo xem có đúng tiêu chuẩn không. À thế có thí sinh nào bỏ cuộc thi sao nhỉ anh nhỉ? Ồ. Đây là mạn non này cả nhà. Đó. Đấy. Cố gắng các các pi lúa ơi. Cố lên à? À. Ô em là cổ động viên của Lung Cua à? Em ở Lung Cua, ở chỗ nào Lung Cua ấy? Vậy ở xóm nào nè? Xóm 2 đúng không? Nhưng mà anh thấy là khán giả của Lung Cua đông lắm mà, đi đâu hết rồi? Đi xem hết rồi, không ai cổ vũ cho đội cấy à? Đây, cả nhà có thấy là một ngôi nhà sàn bê tông rất là đẹp với hàng cau. Cố lên. Hàng cau này rất là đều nhau luôn. Đám la mừng thải
quay mừng thả là bóp phẩm này mừng này không lại lông mày ở đám bóp lông ở trên đấy à. Đâm lạ cứ chói lông nè ơi. Ờ cứ chói lông nè. Ôi Xuân Hiếu mà cấy là số 1 luôn. Nhưng mà tiếc quá cuộc thi này chỉ dành cho phụ nữ, đàn ông này không được cấy. Ê. Chị này cấy rất là thẳng này. Không sao. Chị ơi, mình kiểu gì mình cũng sẽ cấy xong ngày hôm nay. Chị yên tâm chị ạ. Nói gì nói mình cũng phải chào Pino một cái chị nhỉ. Đấy. Đấy, chị là người tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Tí nữa đi xem mình lại buồn cười đấy. Không sao đâu chị ạ. Em cổ vũ cho chị là cố lên chị ạ. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Ây à, cái chị cốc chanh nháy ngô nhỉ. Chị nhờ. Kín khẩu cắm mắt chanh theo pì mưa cốc chanh đầy bố nọ ơi. Đấy. Đúng rồi anh ạ. Từng cốc chá nòng đắm lồng nà bơ khéo 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 on đời chênh. Nòng mong thú văn lăng khẩu dù nà lỡ tắm lỡ thung mọi cần hắn là chùm khâu sụng rương lương. Đấy em hát của vũ chị đấy nhá, chị phải cấy nhanh nữa nhá. Đúng rồi, em cổ vũ chị nhiệt tình lắm rồi đấy. Từ nãy giờ rồi nhá, làm sao để chị chiến thắng hội thi cấy năm nay. Đó. Đúng rồi. Mình khai mình chỗ nào bác nhỉ? Ồ, xa quá nhỉ. À nón cọ à. Cố lên chị ơi. Cố lên. Tàng mưa thân nưa bán quầy rì khẩn phù khâu biếc phong phần lương. Tha chiều lồng tổng biếc mặn khao khao na đao nòng thao bay lìn hồi. Bằng mảnh thương khang pịch mùa xuân. Đấy. Cố lên chị. Cố lên nào. Đấy. Nàng ơi, sương điếp cắn mày không cùng van ơi. Lồng sưng lèn hưa cằn hấp tá khuê. Ngoác na mà ban lãn nằm khéo sơ. Khẩu băm mà tem cài tem các lô. Khóp ban mường kinh im nùng đo pì nòng ơi. Đấy, cố lên chị. Mấy hôm nay Tết khê lắm mà anh ạ. Động lực để cho các chị thực hiện tốt phần thi của mình. Cố lên nào, cố lên. Sắp ấy rồi. Chị sắp về đích rồi. Gian hàng có ẩm thực thì không phải lên uống rượu nhỉ. Xong à, tí nữa anh em mình lên thăm gian hàng nhỉ. À, gian hàng lúc nãy anh cũng đi qua rồi. Vâng. Cố lên chị ơi. Cổ vũ đây các chị em ơi, bên đây cổ vũ to lên nào. Để cố lên. Chị ơi cố lên. Ai đấy nhá. Cố nào. Cố lên. Cố lên nào. 1 2 3 chuẩn bị về đích nào. Nâng thong thăm. Bắt đèn mắt thằng tí đó. Hô lên. Ai xong là hô về đích nữa nha. Lâm Lâm về nhá. Lâm Lâm xong rồi nhá.
xong rồi. Chị thôn lá này cũng sắp cấy xong rồi mà. Chị ơi, chúc mừng chị nha, chào Pin Hòn các anh chị. Đấy. Chúc mừng chị đã về đích. À, trọng tài quan sát nhìn như Lý Trường ngày xưa ấy nhỉ. Đấy. Mà bên ná mà chào khán giả bắt bưu. Ồ. Ồ, bên này bên này trên đấy là. Hoàng Văn Thụ. Không ngất đâu chị ạ. Đặc biệt là những cái bộ trang phục này rất là đẹp. Tôn thêm vẻ đẹp cho các chị em. Xứng đáng là có nhiều người yêu. Nhất chị. Ok, không phải nghi. Chị ơi, hôm nay thì cái cảm giác nào? Dành thanh lời. Rất là vui đúng không? Năm mới em chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp nhá. Cảm ơn chị nhiều nhá. À, cả nhà vừa theo dõi cuộc thi cấy xong và bây giờ Xuân Hữu xin mời cả nhà sẽ cùng Xuân Hữu đi tham quan các mâm cỗ ngày hôm nay. Đấy, chào anh nhá. Đây, mâm cỗ này thì rất là đặc biệt cả nhà. Có đây là ngô này, ngô tím nhá. Đây là măng cà quả. Đó. Đây là món lươn. Và chia sẻ với cả nhà là chỉ có Quang Minh quê nhà Xuân Hữu thì cái món măng luộc này thì mới chấm cái nước chấm thần thánh đặc biệt này. Các bạn muốn biết bí quyết thì alo Xuân Hữu nhá. Đây là nước chấm thần thánh, đố các bạn đoán được đây là nước chấm như thế nào. Đấy. Khẳng định các bạn trên cả nước không biết luôn, chỉ có những người quê Quang Minh mới biết thôi. Đấy. Còn đây là rau táng cải. Đấy. Pia pi kho. Đấy. Đây là thịt lợn treo góc bếp này. Đây là món nộm rau dấn. Rau dấn. Đây, lạp sườn đây. Ui, đây là nhộng cọ. Món này phải làm tí nó tươi tươi tí nhỉ anh nhỉ. Ngon. Cái này là nấu với măng chua anh. Măng chua đúng không? Cái này là lươn kho. Sơn lá thổm lồm, lươn kho lá thổm lồm. Đây là cá nộm này. Cá bống nộm. Cá bống nộm đúng không? Đấy, còn đây là món nem chua. Cái là thịt lợn mắm đúng không? Cảm ơn anh nhá. Nào, bên này cũng của mình đúng không anh? Đây. Vâng. Gà nướng này. Đây là pa đi kho này. Đây là kho lá thổm lồm nhé cả nhà nhé. Thổm lồm. Nào, thổm lồm, chua lá chua. Châu khô. Còn đây là thịt trâu nộm này. Còn bên này là xôi ngũ sắc. Đấy, rất là đặc biệt cả nhà. Ở phía bên này cũng thế, có rất là nhiều món. Và đây là cái mâm tổng mà lúc nãy thầy cũng vừa đón của các thôn. Sau khi thầy làm lễ xong thì mọi người sẽ lấy quay trở lại gian hàng. Đấy. Anh đang tìm hiểu cái món gà đi kho. Thank you.
À, xin chào cô bé bán bông bay. Cô bé bán bông bay có người yêu chưa nhỉ? Vẫn chưa có người yêu. Vẫn chưa có người yêu à? Tôi son đâu đúng không? Alo, bông bay sắp hết rồi nhỉ? Đang đi bơm rồi. Năm nay hết nhanh đấy. Rồi, chúc cô bé bán bông bay là năm nay bán được nhiều bông bay. Rồi. Rồi, bye bye nha, bye chị nha. Cả nhà thân mến, đây là cái khu vực mà diễn ra lễ hội Lồng Tông của xã Quang Minh. Đây là cái dàn cúng lễ của thầy này. Mà sáng nay thì thầy đã thực hiện nghi lễ cúng xong rồi. Đó, và khai còn. Vận động viên Hoàng Mạnh Phát di chuyển về đến khu vực sân thi đấu chưa ạ? Đó. Đây là lá cọ truyền thống của người Tày. Đó, ở đây là lúc nào cũng phải có lá cọ, cả nhà lập xin nhà thứ dùng lá cọ hết. Ở nội dung bảng bên kia, giữa vận động viên Lộc Đức Mạnh của Minh Tâm gặp vận động viên Ngô Xuân Nam của Bắc Á. Bên này thì đang diễn ra cái tiết mục là Lộc Đức Mạnh của Minh Tâm và Ngô Xuân Nam của thôn Bắc Á. Xin mời vận động viên Ngô Xuân Nam của Bắc Á. Mình chiều cao khiêm tốn rồi thầy mới đến. Chiều cao khiêm tốn. Cân nặng 79 và 78 kg. Nên là không nhìn thấy gì cả nhà. Nào, cố lên nào. Vi nào ơi, cố lên. Cái khả năng Xuân Hữu phải. Đây. Đây, cả nhà nhìn thấy chưa? Không biết là anh nào với anh nào, nhưng mà thôi chúc hai anh may mắn nhá. Mình không nhìn thấy gì, mỗi cái điện thoại mình nhìn thấy rồi. Đấy. Cố lên hai anh. Hy vọng rằng là gậy của ban tổ chức sẽ không bị vỡ. Cố lên. Cố lên nào. Vâng, rất khỏe. Và lần này thứ nhất, vận động viên Ngô Xuân Nam của Bắc Á đã giành phần thắng. Tỷ số đang tạm thời 1-0 nghiêng về vận động viên của Bắc Á. Bao được không nhỉ? Ấy, bây giờ nhìn rõ này. Hai vận động viên. Xin chào nhá. Đổi bên để có rất nhiều học sinh của Xuân Hữu lần đầy thứ hai chương trình ngày hôm nay. Cứ ơi đi. Không biết có ai đấy. Anh ghi hình một cái. Ôi, cháu đi nhờ một tí thôi, nhờ một tí thôi. Đấy, nhờ một tí thôi. À, anh Mạnh à. Anh Mạnh với anh nào lên nhỉ? YouTuber thôi. Đúng rồi. Cố lên nào. Đấy là. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên. Chúc mừng Tân Lâm. Vận động viên Ngô Xuân Nam của Bắc Á tiếp tục giành thắng lợi, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-0. Cố lên nào. Khán giả đang cổ vũ rất là đông cả nhà. Thầy đầu tiên cùng chung quanh giành thắng lợi, tỷ số tạm thời là 1-0. Tạm nhiên về đầu tiên của mình là một bài khó quá, cái bài. Ôi, không nét. Cố lên nào. Hai vận động viên Nguyễn Văn Điệp đã quân lịch tỷ số 1-0. Và hai vận động viên
Xem bốc thăm để lựa chọn hướng thi đấu. Bốc thăm lựa chọn bên thi đấu. Quả này là quyết định này. Thứ ba. Lần này thứ ba bốc thăm để lựa chọn sân thi đấu. Sử dụng đá kìa, hòn đá kìa. Đừng lấy công sức của các cháu. Kéo ơi, cố lên. Đau lòng bàn tay quá. Ngoài này bỏ lăng mít, mít gót mít hàng thở rồi lăng. Đây, đây, đây. Cái này. Còn cái này đâu. Khi nào nhận được quyền ưu tiên thì mới được chọn sân. Mày đừng chơi trượt. Đây là quyết định. Chân trượt mình phải đẩy ngay như. Cố lên nào. Ôi, chào khán giả đi. Trận đấu tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi các vận động viên thi đấu tiếp thì tranh thủ ghi hình các em sinh cười cả nhà. Hôm nay khán giả rất là đông vui. Đấy. Sao em lại che mặt làm gì? Chào khán giả đi em. Xin mời vận động viên Lý Văn Kiên của Minh Thắng. Trận đấu này giữa một anh tầm khoảng 1 tạ với lại một anh khoảng 45 cân. Hai vận động viên Nguyễn Văn Quý của Việt Kiều và Lý Văn Kiên của Minh Thắng đang chắc chắn đi tiếp vào vòng trong của mình. Hai vận động viên này thi đấu để chọn ai là vận động viên giành nhất bảng để thi đấu ở các trận tiếp theo của vòng trong. Vâng, lần đầu thứ hai của vận động viên Nguyễn Văn. Này, năm mới chúc sức khỏe anh chị nhá. Năm phát đạt nhá. Cháu chào cậu nhá, năm mới chúc sức khỏe cậu nhá. Một câu à? Cái này chim một câu luộc, chim một câu rán. Thầy giá, tối nay khỏe lắm nhiều, anh nhỉ? Nhiều của cậu ấy, 3 năm rồi. 3 năm rồi cậu? Cứ thử xem. Đây, rất là nhiều món đặc sản, đặc sắc luôn cả nhà. Đúng bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc. Rồi, đây là trâu nộm đúng ấy này. Đây này, trâu nộm này mới đúng bản sắc này. Đây, đúng rồi. Làm tí cây cây à? Hả? Làm tí cây cây à? Mời mày, có món ngon này mà. Vâng, vâng, vâng. Rồi. Đấy, đuối đấy. Rồi, được, được, con không phải đâu. Sợ quá chứ. Thế nhỉ? Cảm ơn nhá, cảm ơn. Cảm ơn. Nói làm tí đi. À, thử luôn à? À, em làm tí con lươn để cho nó ấy nhỉ? Dạ. À, châu, đây đúng không? Đấy là quả chim đấy, một đống. Đây là những chim rán, đây là những chim mà luộc. Làm quả trứng chim luộc ạ, vâng. Không có chỗ nào có đâu. Vâng. Trứng trong bụng nó ấy. Vâng. Trứng ngoài đó. Mời anh nhá, mời cả nhà nhá, mời các anh các chị. Ôi ngon quá. Khả năng lần này Tân Lâm lại nhất ẩm được rồi. Dạ. Đúng rồi, anh ạ, làm một chén rồi. À, bà đang hát tặng cả nhà và. À. À.
bà đang quảng cáo thịt đà điểu. Hay quá. Hay quá, bà ơi, cảm ơn bà, bài hát rất hay. Chúc bà năm mới thật nhiều sức khỏe nữa. Nói lời mới bà nha, cảm ơn bà nhiều nha. Ôi, con ơi! Em chào anh nha. Em chào anh, sức khỏe anh nha. Vâng, em đang bán tí. Chào các chị em xinh gái nha. Chào Phi Nọng nha. Đây rồi, thằng Hoạt đây rồi. Người đẹp đứng trước, người không đẹp đứng từ từ. Bây giờ xin mời gặp cả nhà, gặp gỡ cô bé bán kem. Ô, chào cô bé bán kem. Chào các chị nha. Cô bé bán kem năm nay lạnh thế nhỉ? Năm ngoái bảo là vẫn chưa lấy được chồng, vẫn chưa có người yêu. Vẫn một mình bán kem. Hình như là năm nay cô bé bán kem là bán được nhiều hơn trước hay sao ấy. Alo. Năm nay đủ 18 rồi nhưng mà lại có vẻ ế thẹn hơn nhỉ? 17 thôi. Vẫn 17 à? Đang đẹp, tuổi đang đẹp đúng không? Thế là năm nay thì mong điều gì em nhỉ? Sức khỏe. Có người yêu à? Alo, năm trước. Alo, 17 năm rồi chưa có người yêu. Thế thì năm nay làm sao để có người yêu nhỉ? Bán kem nhiều đúng không? Này bán nên có người yêu. Đấy. Mà bán kem nhiều rồi vẫn chưa có người yêu, hay sang năm không bán kem nữa? Chuyển sang bán cái khác đi mẹ. Nhờ. Năm nay là bán, mỗi năm là bán kem quê, sau năm là bán kem que, không bán kem ốc nữa. Đúng rồi. Không có lục. Năm nay gặp cô bé bán kem thấy là khác khác một tí. Rồi, năm mới anh chúc cô bé bán kem Lý Thị Mai Lan thật nhiều sức khỏe. Năm nay có người yêu nhá. Quyết định năm nay có người yêu nhá. Ok, cố lên. Không thì bán kem nhiều nhục lắm em ạ. Nhục đất đấy, cũng có người yêu đúng không? Đấy. Cả nhà thấy cái này có đẹp không ạ? Đó, cái này được thiết kế rất là đẹp luôn. Đẹp mắt. Và năm nay thì các đôi tình nhân sẽ ngồi đung đưa. Đó. Ấy. Cố lên nào. Chào khán giả đi các em. Đấy. Đây là xích đu của người Nùng cả nhà. Đó, và được thiết kế rất là chắc chắn nên là cả nhà cứ yên tâm. Vâng. Ngồi lên xích đu này là có người yêu luôn bác ạ. Vâng, Thuận, ngồi xích đu này có người yêu luôn. nhà hai đứa gần đây không? Ở Hoàng Văn Thụ, con của bố Huỳnh mẹ... Hả? Nghỉ ngơi đúng không? Đúng rồi. Ôi chào các chị em thôn mình nhá, thôn Minh Khai nhá. Lô đã bày bình bố trần sẵn thế này rồi bác ơi. Lô hài lắm, ngon phải nữa. Ok, cả nhà thấy chưa? Đây là toàn những món mang hương vị bản sắc văn hóa truyền thống của người Tây. Đó, và đây là của thôn nhà Xuân Hữu. Các bạn biết cái bát nước chấm thần thánh này mới giá trị văn hóa này. Đấy. Vậy đừng tiết lộ la, lộ hết à, phải giữ bí mật à. Bát nước chấm này rất là bí mật để chấm rau luộc với lại chấm măng luộc. Đó, chấm cái này nó sẽ rất là ngon. À đây, chả mắm ạ. Chả mắm này ngon quá nhỉ. Vâng, vâng. Đấy nào.
Và này pilo họ là khẩu để đấy nó có đánh pen đánh đắng cho cái xôi gốc rất là đẹp luôn cả nhà. Năm nay mà có cái xôi này là đỏ cả năm luôn đấy, rực rỡ cả năm. Vâng, đỏ cả năm luôn đây này. Vâng, tím thì còn một miếng thôi đây. Nếm hết rồi, lúc đấy là ban tổ chức là nếm hết rồi. Ở đây còn có thịt trâu nộm này, cá nướng này. Vâng, cả nhà thấy chưa, cái da trâu nó là mỏng dính luôn. Đây là thịt cá nướng này đấy, còn đây là thịt gà này, gà nướng. Đây là thịt trâu khô và thịt lợn đó. Món hôm nay là có rất là nhiều món đặc sắc. Úi dồi. Vâng.